mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn về cách vá xe không rụt một cách đơn giản mà hầu như là chưa ai biết. Và vật dụng hôm nay chúng ta cần là một cái cây này để vá. Đây là đồ mình tự chế nha các bạn. Một cây kéo, một khúc buộc xe, một bịch mỡ. Dụng cụ mình lôm thì rất đơn giản thôi. Đây là cây kim. Cây kim này dùng để người ta để may bô, nhưng mình đã chế lại. Mình mài nhọn hai đầu để mình phá lốp. Và chúng ta bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Lốp này đang trong tình trạng là lủng. Bây giờ chúng ta phải bơm lên để kiểm tra là lủng chỗ nào. Sau một hồi kiểm tra thì mình đã kiểm tra được một chỗ lỗ, một cái lỗ đang bị lỗ. Các bạn nhìn kỹ vô đây, nó xì bong bóng lên các bạn này, thấy chưa? Cái này là bị xương đâm rồi, không phải là bị. Mình sẽ dùng một nhọn để mình gỡ ra. Nếu gỡ không được thì mình đâm vô cũng được, chứ không có vấn đề gì hết. Tại vì lốp này phía trong nó là không có rụt. Gỡ xương mà giống như chị Ren nữa nè. Một lỗ khá to rồi các bạn. Sau khi đã xác định được vị trí vá thì mình bước tiếp theo thì mình cắt xu ra. Đây là cục xu mình đã cắt rồi. Sau đó chúng ta sẽ lấy mỏ nhắc cọng xu vào vị trí khe này. Sau khi nhắc xong thì chúng ta nên quét một xíu mỡ vào. Quét mỡ để cho khi mà mình phá, trong quá trình phá là nó sẽ trơn, dễ vào hơn. Và chạy thời gian thì cái mỡ này nó sẽ thấm ra xu này, và xu này nó sẽ nở, và cái lỗ vá này sẽ không bao giờ mà xì lại. Giờ mình đang bắt sẽ nhồi nhắc, nhồi nhắc để xu nó vào càng nhiều càng tốt. Sau một hồi nhắc vào rồi thì bây giờ thì chúng ta nên rút ra lại, làm sao mà thành là một dây xu mà nó ra thành 4 cọng nha. Đây là cái mấy xu đã kéo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng kéo và cắt đi phần thừa.
chúng ta sẽ kiểm tra lại. Hết xì rồi các bạn. Đảm bảo là nói chung là phá này là mình theo kinh nghiệm đất thì nhiều năm thì phá này là nói chung là đảm bảo là cho tới khi mà lốp mình bị hư là nó vẫn chưa xì ra lại không ạ. Nhưng mà trong tiệm thì không ai mà áp dụng cái chứ áp dụng cái phá như mình cả. Tại vì phá như mình thì cái lỗ nó nhỏ, tay nhỏ thì lốp của bạn sẽ không bao giờ hư. Nhưng mà dùng nhiều cây mà người ta bán ở ngoài thị trường ấy, thì nó sẽ nhanh hư lốp. Và một lần nữa thì mình thử lại cho các bạn xem lại thử là kiểm tra là nó còn xì hay không. Các bạn thấy chưa? Cái lỗ mình mới vá giờ nó không còn xì nữa. Vậy là đến bây giờ thì mình xin kết thúc video. Chúc các bạn đi đường an toàn. Nếu thấy hay thì nhớ like và comment để ủng hộ kênh mình.